Hai dòng meso mụn mà mình áp dụng cực kỳ nhiều đối với cơ sở của mình đó chính là dòng meso mụn của nhà Adazone và dòng meso mụn của Fusion. Hai em này khách hàng quay lại rất là nhiều luôn. Nhưng các bạn nào mà có cái tình trạng viêm đỏ hay là những cái tình trạng mà kiểu rất là nhiều mụn ấy, thì mình đều meso lựa chọn một trong hai em này đều ok. Nó rất là hiệu quả và nó giảm viêm rất là nhanh. Tuy nhiên khách hàng mà có cái tình trạng mụn mà cứ li ti ấy, nó cứ có cái tình trạng là kiểu những cái sợi bã nhờn li ti trên mặt kiểu dạng viêm nang lông ấy, thì mình tiêm meso Fusion này thì mình thấy là nó nhỉnh hơn một chút xíu nhá. Tiêm em này cũng được nhá, nhưng mà mình vẫn thấy là cái dòng này nó có một cái gì đó nó nhỉnh hơn một chút xíu so với là dòng Anazone này. Khi mà mình tiêm ấy thì sẽ có một cái hiện tượng đó là mụn nó sẽ đẩy lên. Những bạn nào mà có nhiều mụn viêm mụn ở bên dưới ạ, nó sẽ đẩy hết lên ra. Khi mà mình rửa mặt ạ thì nó sẽ có hiện tượng là nó gom cồi và nó sẽ kiểu hơi rơi ở trên bề mặt da, chúng ta có cảm giác sờ tay ấy, nó hơi bị sạn sạn. Đó là một cái hiện tượng rất là bình thường và các bạn sẽ không cần tác động quá là nhiều. Các bạn sẽ kết hợp 1-2 buổi nặn mụn ở spa nữa thì nó sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Những bạn nào mà có tình trạng nhiễm corticoid mà nó cứ bị lên mụn kiểu bùng lên ấy, mình cũng rất là hay tiêm em này, hai em này luôn. Và hai em này nó cải thiện được cái nền da nhiễm corticoid rất là nhiều. Nhưng mà các bạn phải lưu ý rằng là khi mà tiêm á, trong 1-2 buổi đầu tiên á, nó cũng sẽ có một cái hiện tượng đó chính là nó hơi bị đẩy viêm lên với cả đẩy mụn lên. Thực ra là những cái bạn nào mà nhiễm corticoid á, nó phải đẩy lên như vậy thì nó mới đạt được hiệu quả tốt. Nó phải bung bét hết ở trên cái nền da mặt của bạn. Sau đó các bạn peel thì da mặt của bạn sẽ láng và nó cũng sẽ hỗ trợ cái hợp sáng da đều màu hơn và giảm thâm hơn nhá. Cái con này á, mình sử dụng thấy là giảm thâm đỏ khá là ok. Còn con này thì mình thấy là cái mụn li ti á, mình thấy sau 1-2 buổi nó đã cải thiện rất là nhiều rồi. Đó là một số cái kinh nghiệm của mình khi mà mình áp dụng hai dòng này. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ hỗ trợ các bạn. Và các bạn đừng nghĩ rằng là meso chỉ là meso trắng sáng hay là meso nám thôi, meso có cả meso mụn nữa nhá. Hiện nay mình đã áp dụng meso mụn rất là nhiều trong cơ sở của mình, chỉ có mỗi tội là nhược điểm nó là hơi đau. Có những bạn kiểu đau, kiểu khóc luôn, tiêm 3 tiếng ròng ròng. Nhưng biết làm sao, mụn mà đã là meso mụn thì mình thấy kiểu gì nó cũng đau. Có một số dòng cao cấp hơn nó sẽ ít đau hơn nhưng mà nó đau ví. Nói chung là tùy thuộc kinh tế của mỗi người. Mọi người có thể tham khảo em này. Hai em này giá cả thì khá là hợp lý và phải chăng.